Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn sầu vì người hỏi đến ba lần: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay đã hỏi Phêrô đến ba lần: "Con có yêu mến thầy không?" Và cả ba lần Phêrô đều trả lời có, trong mức độ giới hạn tình yêu của Phêrô. Và mỗi một lần thưa có đó, Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ cho Phêrô. Ngài cho Phêrô được tham dự, được chia sẻ chức vụ mục tử của Đức Giêsu. Và trong cái lần trao phó này, chúng ta có thể khám phá ra ba cái nét chính yếu này, thưa cộng đoàn. Trước hết đó là Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ cho Phêrô xuất phát từ tình thương nhưng không của Thiên Chúa dành cho Phêrô. Ngài trao phó nhiệm vụ cho Phêrô không phải vì Phêrô tốt lành, không phải vì Phêrô đạo đức hơn tất cả các môn đệ khác. Các môn đệ khác thì bỏ chạy, Phêrô cũng không hơn gì, thưa cộng đoàn. Ngài cũng chối Chúa. Phêrô cũng là một con người đầy yếu đuối, đầy lỗi lầm. Ông là một con người nhiệt huyết đó, nhưng cũng là một con người rất yếu đuối đó, thưa cộng đoàn. Nhưng mà Chúa Giêsu ngày hôm nay sau khi phục sinh, Ngài vẫn đi tìm kiếm các môn đệ, không phải để lên án các môn đệ, nhưng là để củng cố niềm tin và nâng đỡ đức tin của các ông. Chúa tuyển chọn Phêrô bởi vì tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu dành cho Phêrô mà thôi. Và đứng trước cái tình yêu quảng đại của Chúa đó, Phêrô đã không ngần ngại đáp lời xin vâng, sẵn sàng lãnh nhận nhiệm vụ mà Chúa đã trao. Thưa cộng đoàn, những cái yếu đuối, những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta không phải là cái lý do để chúng ta thoái thác trách nhiệm, không phải là lý do để chúng ta từ khước cái nhiệm vụ được trao tặng, nhưng là những cái yếu đuối đó giúp chúng ta biết khiêm tốn hơn, biết phó thác cho Chúa, biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa hơn là cậy sức mình. Nhiều người của chúng ta nhiều khi nghĩ mình tội lỗi, mình yếu đuối, mình không dám lãnh nhận những cái sứ vụ mà mình được ủy thác, để cái sứ vụ đó cho người khác tốt lành hơn. Thưa anh chị em, không phải như thế. Chính khi chúng ta yếu đuối, những khi chúng ta lỗi lầm, chúng ta cần đến ơn của Chúa nhiều hơn. Đó là cái sự khiêm tốn mà chúng ta cần có khi lãnh nhận sứ vụ mà thôi. Cho nên chúng ta được mời gọi mạnh dạn lãnh nhận những cái sứ vụ mà hội thánh ủy thác cho chúng ta với tất cả tình yêu, với tất cả lòng khiêm tốn. Điểm thứ hai, thưa cộng đoàn, đoàn chiên mà Chúa trao phó cho Phêrô không phải là đoàn chiên của Phêrô,
mà là đoàn chiên của Chúa. Ăn hãy chăm sóc các chiên của Thầy. Chỉ có Chúa Giêsu mới là mục tử tốt lành đích thực và là một mục tử duy nhất của đoàn chiên mà thôi. Còn Phêrô và tất cả những vị chủ chăn sau này chỉ là những người tham dự vào chức năng mục tử của Đức Giêsu mà thôi. Chúa Giêsu mới là vị mục tử đích thực và cái đoàn chiên mới là sở hữu của Đức Giêsu. Còn tất cả chúng ta, những người chủ chăn sau này, chỉ là những người được tham dự vào chức năng mục tử của Đức Giêsu. Vậy là người được tham dự vào chức năng mục tử thì đoàn chiên này không phải là đoàn chiên của mình mà đoàn chiên của Chúa. Do đó cái người mục tử được mời gọi chăm sóc đoàn chiên theo ý của Chúa chứ không phải theo ý của mình. Đây không phải là sở hữu của mình, cho nên mình không có sử dụng đoàn chiên theo ý của mình được, mà mình phải chăm sóc đoàn chiên theo ý của Chúa. Mình được mời gọi chia sẻ cái tình yêu của Chúa ngang qua cái cuộc sống của mình cho đoàn chiên. Thực tế anh chị em thấy có nhiều chủ chăn chăm sóc đoàn chiên không có theo ý Thiên Chúa mà theo ý mình. Nhiều vị chủ chăn thành lập hội đoàn này, thành lập hội đoàn kia, rồi kéo họ về phía mình, kéo họ ủng hộ mình. Cho nên nhiều khi cái vị mục tử đó đi rồi thì cái hội đoàn cũng tan nát luôn nữa anh chị. Hội đoàn đấy cũng không còn. Đấy không phải là vị mục tử thật, thưa cộng đoàn. Một mục tử mà không vâng theo thánh ý của Thiên Chúa thì thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu coi những cái vị mục tử đó như là những kẻ trộm, kẻ cướp. Mục tử đó không có làm theo ý Chúa, lấy cái đoàn chiên của Chúa về cho mình thì đấy không phải là kẻ trộm, kẻ cướp là gì. Cho nên Chúa Giêsu thấy, cho chúng ta thấy một cái người mục tử đó mà không có vâng theo ý Chúa, không có lãnh đạo bằng tình yêu thì ngay lúc đó thôi họ cũng không đủ tư cách để trở thành mục tử của Chúa nữa. Và điểm thứ ba, thưa cộng đoàn, sứ vụ được trao cho khi mà Phêrô đã nói lên cái lòng mến của mình đối với Chúa Giêsu. Điều đó cho mình thấy rằng cái sứ vụ được trao phó chỉ có thể được lãnh nhận và hoàn tất nhờ tình yêu. Chúng ta có thể nói mạnh miệng rằng chính tình yêu là nền tảng và căn tính cho sứ vụ người mục tử. Nếu một người mục tử không có tình yêu ở trong đó thì thưa cộng đoàn, mục tử đó sẽ khó có thể chu toàn được trách vụ mà Chúa trao phó. Chăn dắt đoàn chiên không phải là một việc dễ dàng, thưa cộng đoàn, mà người mục tử có thể có gặp những cái khó khăn, gặp những cái thử thách trong cuộc đời. Nhưng nhờ tình yêu đó mà người mục tử mới có thể vượt qua được những cái khó khăn đó để chu toàn nhiệm vụ của mình cho đến cùng. Tôi nhớ đến nhà tâm lý Westerner, thưa cộng đoàn. Ông ta có kể lại một cái câu chuyện và sau này cái câu chuyện này trở thành một cái hiệu ứng tâm lý gọi là hiệu ứng Westerner. Thì cái nhà tâm lý này kể lại cái câu chuyện này, đó là có cái bọn trẻ nó thường xuyên tụ tập và chơi giỡn ồn ào trước nhà một cái ông lão. Cái ông lão này không biết làm cách nào để đuổi cái bọn trẻ đi. Bây giờ mà ra mà chửi nó, mà chửi chúng nó, chắc gì chúng nó đã đi. Cái tuổi trẻ nó ham chơi lắm. Nếu mình có chửi nó, nhiều khi nó đâu có nghe. Thế là cái vị ông lão này mới thực hiện cái điều này, thưa cộng đoàn. Là mỗi khi mà cái đứa trẻ nó đến nó chơi giỡn, nó nghịch phá trước cửa nhà ông, thì ông ra ông cho mỗi đứa trẻ 10 đồng và còn cảm ơn bọn trẻ nữa. Ông nói rằng cảm ơn bọn trẻ, cảm ơn chúng con bởi vì đã đến đây chơi và tạo cái bầu khí nhiệt huyết cho cái ngôi nhà này. Mấy đứa trẻ mừng lắm, vừa được chơi giỡn mà còn được 10 đồng nữa. Thế là ngày hôm sau chúng lại kéo đến chơi tiếp. Nhưng mà ngày hôm sau, thưa cộng đoàn, cái ông lão này chỉ cho bọn chúng có 5 đồng thôi.
thay vì 10 đồng thì cho nó 5 đồng thôi. Bọn trẻ nhận được 5 đồng thì hơi buồn. Thay vì 10 đồng, bây giờ còn có 5 đồng à? Thế là bọn nó hơi buồn. Bọn nó chơi thì cái sự nhiệt huyết của nó không còn như ngày xưa nữa, không còn như những ngày trước nữa, bắt đầu nó giảm dần. Nhưng mà chúng nó vẫn còn thích bởi vì con được 5 đồng. Qua cái ngày kế tiếp, nó đến nó chơi, thì ông lão chỉ trả cho nó mỗi đứa có 2 đồng thôi. Cái đứa trẻ buồn hết sức buồn và nói rằng chơi giỡn cả một ngày mà chỉ được có 2 đồng thôi sao? Và từ đó chúng nó không thèm đến chơi trước cửa nhà ông nữa. Thưa cộng đoàn, cái câu chuyện này trở thành một cái hiệu ứng tâm lý gọi là tâm ý Westerner. Cái tâm lý này nói với chúng ta cái điều này là ông lão đã biến cái động cơ của đứa trẻ từ cái việc cái đứa trẻ nó chơi vì cái niềm đam mê của nó, vì cái niềm thích thú của nó, thì ông đã chuyển qua cái động cơ chơi vì tiền. Mà khi chơi vì tiền thì đến một lúc nào đó nó không thỏa mãn được cái đồng tiền mà ông lão cho nữa, thì nó làm sao? Nó hết chơi. Thì thưa cộng đoàn, cái sứ vụ trong hội thánh cũng vậy. Sở dĩ Chúa Giêsu hỏi Phêrô tới 3 lần con có yêu mến thầy không, là bởi vì Chúa Giêsu muốn xác định cho Phêrô rằng cái động cơ mà Phêrô theo Chúa, cái động cơ mà Phêrô lắm nhận trách nhiệm phải là tình yêu chứ không phải là một động cơ nào khác. Nếu Phêrô đặt cái động cơ của mình trên tiền bạc thì thưa cộng đoàn, đến một lúc nào đó không có tiền nữa, Phêrô cũng chán nản, Phêrô cũng bỏ cuộc, không còn hứng thú trong cái sứ vụ của mình nữa. Nếu Phêrô thi hành sứ vụ của mình trong cái địa vị, trong cái danh lợi của mình nữa, thì đến một lúc nào đó cái địa vị không còn nữa, thì Phêrô khó có thể chu toàn sứ vụ của mình được lắm. Cho nên ngày hôm nay Phêrô và các vị chủ chăn trong giáo hội cũng được mời gọi thực thi sứ vụ của mình theo Chúa Giêsu và thực thi sứ vụ của mình bằng tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho cái người mục tử đó có thể vượt thắng được những trở ngại trong cuộc đời của mình mà thôi. Thánh Phêrô suốt một đời theo Chúa và sau 3 lần hứa với Chúa bằng tình yêu đó, anh chị em thấy Phêrô đã dùng chính cái cuộc đời còn lại của mình để thi hành sứ vụ của mình một cách trọn vẹn, cho dẫu có những khó khăn, cho dẫu những có sự thử thách. Và anh chị em biết là cuối cuộc đời của Phêrô, Phêrô đã bị đóng đinh vào thập giá. Và Phêrô khi bị đóng đinh vào thập giá vậy, ông đã xin cho mình được đóng đinh ngược, bởi vì ông đã khiêm tốn nhìn nhận rằng mình không có được xứng đáng như Chúa Giêsu. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới xứng đáng là vị mục tử duy nhất và tốt lành của đoàn chiên. Ông chỉ là người tham dự vào cái chức năng mục tử của Chúa Giêsu mà thôi. Ông không có xứng đáng được như thầy, và ông đã xin cho được chết ngược như thế đó, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, con nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta ngồi đây ít nhiều cũng được Chúa Giêsu mời gọi tham dự vào chức năng mục tử của Chúa. Bởi vì đoàn chiên mà anh chị em hiểu không chỉ là hội thánh, đoàn dân của Chúa. Không chỉ khi mình làm giám mục, linh mục mình mới có nhiệm vụ tham dự vào chức năng mục tử, không phải thưa cộng đoàn. Mà cái đoàn chiên ở đây chúng ta có thể hiểu là những người tin theo Chúa. Cho nên trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta cũng có thể là đoàn chiên. Trong hội nhóm của chúng ta thì những người thành viên trong hội nhóm cũng có thể là đoàn chiên mà Chúa trao phó. Cho nên tôi có thể nói rằng mỗi người trong chúng ta ngồi đây cũng được Chúa Giêsu mời gọi tham dự vào cái chức năng mục tử của Đức Giêsu. Cho nên anh chị em hãy lấy làm hãnh diện, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào cái chức năng đó. Cho dẫu chúng ta có yếu đuối, cho dẫu chúng ta có lỗi lầm, cho dẫu chúng ta có mỏng giòn. Nhiều khi cha mẹ, trong cái chức năng cha mẹ, nhiều khi chúng ta cũng đâu có xứng đáng. Nhưng mà Chúa vẫn giao phó con cái của chúng ta cho chúng ta chăm sóc. Nhiều khi chúng ta cũng đầy tội lỗi, nhưng Chúa đặt để cho chúng ta là những người đứng đầu cộng đoàn, đứng đầu một nhóm, thì chúng ta được mời gọi hãnh diện
tự hào, bởi vì chúng ta được Chúa mời gọi, được Chúa giao phó cho cái chức vụ tham dự vào mục tử đó. Chúng ta cứ tự hào về cái nhiệm vụ đó, nhưng được chúng ta cũng được mời gọi khiêm tốn như Phêrô vậy đó, như Chúa Giêsu mời gọi. Chúng ta phục vụ không phải để tìm kiếm danh lợi cho mình, nhưng chúng ta được phục vụ để chia sẻ cái tình yêu của Chúa cho gia đình của mình, cho hội nhóm của mình. Chúng ta được mời gọi khiêm tốn như Phêrô vậy đó. Chúng ta thi hành sứ vụ không phải vì tiền bạc, cũng không phải vì một cái địa vị chức quyền nào, nhưng chúng ta được mời gọi thi hành bằng tất cả tình yêu mến, bằng lòng mến của chúng ta với Chúa Giêsu, bằng cái tình bằng hữu của chúng ta với Chúa Giêsu. Và con tin rằng với cái tình yêu nồng cháy mà chúng ta có nơi Chúa Giêsu đó, thì chắc chắn sứ vụ của chúng ta sẽ được tốt đẹp, và những người được trao phó cho chúng ta cũng được hưởng nhờ cái tình yêu mà chúng ta có nơi Chúa Giêsu vậy đó.